Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ, đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Gioanna và bà Maria mẹ ông Sa-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các tông đồ như vậy, nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông chỉ thấy còn những tấm khăn liệm thôi. Ông trở về nhà rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Chúa đã sống lại. Alleluia. Kính chúc quý sư, quý ban phục vụ, quý cụ trên tuổi và toàn thể cộng đoàn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Phục Sinh, Chúa chúng ta bằng một tràng hoa tay. Huyền nhiệm tình yêu, kính thưa cộng đoàn phục vụ, khởi đầu tam nhật thánh với thánh lễ tiệc ly, Đức Giêsu đã biểu lộ tình yêu đến cùng của người khi vâng phục hoàn toàn thánh ý của Chúa Cha và muốn ở cùng với các môn đệ và mỗi người chúng ta mãi mãi. Và ngày thứ sáu hôm qua, chúng ta đã tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu, người đã hiến dâng chính mạng sống của chính của mình để tẩy xóa tội lỗi của chúng ta. Mọi người tưởng rằng cái chết của Chúa Giêsu là một thất bại thảm hại, nhưng Thiên Chúa đã phục sinh Đức Giêsu từ trong cõi chết. Đó là phần thưởng dành cho một con tim luôn đong đầy tình yêu đối với Thiên Chúa là Cha của mình và đối với mỗi người chúng ta. Các bài đọc sách thánh mà chúng ta vừa nghe, từ sách Sáng Thế Ký cho đến bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, đã diễn tả toàn bộ lịch sử cứu độ của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài. Và đỉnh điểm đó chính là việc Đức Giêsu đã sống lại và làm cho cả trái đất phải rung động
làm đào lộn mọi thực tại của con người. Việc Chúa sống lại cũng làm cho chính Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ của Jacobi cũng phải ngỡ ngàng. Đến chính các môn đệ của Đức Giêsu khi nghe các bà thuật lại cũng không thể tin và cho là chuyện hư cấu. Vì thế Phêrô đã chạy ra mộ và thấy thân liệm nằm trong mộ đá. Ông trở về và rất đỗi ngạc nhiên. Và chính Phaolô khi trở lại cũng đã phải thốt lên rằng: nếu Đức Kitô không sống lại thì tôi là kẻ lừa gạt lớn nhất trong lịch sử. Như vậy, tin Đức Giêsu sống lại đã minh chứng rõ ràng sự sống sẽ thắng sự chết, sự thánh thiện sẽ thắng tội lỗi và sự gian dối tráo trở của con người đã được Thiên Chúa phủ đắp lại bằng chính tình yêu đến cùng của Đức Giêsu, người đã chết cho tội lỗi của con người, cho các môn đệ là những kẻ bán người, là những người bỏ Chúa, mặc dù đã được ở cùng với người, được người dạy dỗ, được nghe những bài giảng, nhưng cũng chưa làm cho lòng họ biến đổi. Còn đối với mỗi người chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta đã theo Chúa nhiều năm, tham gia vào nhiều chức vụ trong giáo xứ, trong hội đoàn, nhưng đôi khi chúng ta vẫn chưa đem tin mừng phục sinh vào đời sống của mình, dù cho Đức Kitô đã khởi đầu, đã khai mở sự sống mới. Vì lẽ đời sống của nhiều người chúng ta luôn mang sự u buồn, ảm đạm và đau khổ, mặc cho Đức Giêsu đã phục sinh vinh hiển. Chúng ta mang vẻ mặt như vậy thì chưa thực sự chạm vào mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô. Bởi những ai sống mầu nhiệm phục sinh phải luôn vui mừng, hân hoan nhờ việc chúng ta đã mở tâm hồn ra với Chúa phục sinh, dù cho trong cuộc sống của chúng ta đôi khi có bị chà đạp, bị cáo gian, bị vu khống, nhưng hãy tin tưởng vào Đức Kitô phục sinh, vì Ngài đã chiến thắng mọi sự dữ, mọi đau khổ và cuối cùng đã sống lại vinh hiển để phá tan bóng đêm tội lỗi của sự gian dối và sự dữ đang bao trùm thế giới của chúng ta. Chúa Giêsu được Chúa Cha phục sinh là một minh chứng rõ ràng rằng tình yêu luôn là một huyền nhiệm, và chỉ những ai sẵn sàng bước vào con đường hy sinh, con đường thập giá của Đức Giêsu mới có thể hiểu thấu tình yêu đến cùng của Ngài dành cho nhân loại. Ước mong mỗi người chúng ta hay mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu để biết yêu thương và xoa dịu những đau khổ của những người xung quanh bằng một tình yêu đến cùng như Giêsu đã nêu gương cho chúng ta.